Đây. Thì ở đây nó sẽ có là KT1 và KT2 là sàn hoàn thiện. Đúng chưa? Còn đây là phần bê tông, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lọc lọc theo cái gì? Cái gì chung nhất của các cái thằng này ở trong đây? Ví dụ tất cả các sàn này, đúng chưa? Thì cái sàn hoàn thiện đều tên là gì? Đều tên là SKT, SKT, SKT. Đúng không? Đúng chưa? Thì đây là hoàn thiện sàn SKT, thì đầu tiên là filter nhá. Các bạn chọn cho tôi bộ lọc. Này. Và filter này. Chọn lọc, lọc đầu tiên là lọc theo gì? Format. Đấy nha, nó có thể là theo ký tự content này. Mình đánh chữ SKT này. Đấy chưa? Đây là mình lọc theo nhiều cách mà. Nó lại còn có bằng cái gì nữa cơ mà. Đấy nha, ok. Bạn sẽ thấy là toàn bộ những SKT1, SKT2 này, gạch xiêm X300, 600. Đúng không? Nó chỉ còn lại như này thôi. Và bây giờ mình sẽ tách ra lọc theo tầng vào ghosting này, chọn này, theo level. Đấy nha, bỏ này đi. À. Ok. Thì bạn sẽ thấy tầng 1, tầng 2 đúng không? Chọn ghosting thì tích vào header nó sẽ tách ra tầng 1 và tầng 2 là bao nhiêu. Bây giờ nếu mà tính vào tổng số thì nó mới nhảy ra, chọn này, tổng số diện tích nhỉ mới ra. Ừ. Đấy. Thấy không? Còn cái thằng tầng 1 này là sao? Là chưa có mô tả. Đúng chưa? Chưa mô tả, ví dụ gạch tầng 1 là tầng gì, còn không thì mình để bảng level này. Về năm. Ừ. Đây. Ừ. Đây. Đây là KT1, ST1, còn lọc theo ký hiệu. Còn lọc theo ký hiệu đây mình chọn này. Lọc theo size mark, đây theo level. Đấy nhỉ? Này, ok. Thì ở đây nó sẽ có là tầng 1, SKT1, SKT2. Đấy chưa? Thì mình sẽ tích vào level nó sẽ tách ra. Ừ. Đúng không? Tầng 1, tầng 2 đây. Đúng chưa? Đấy, tầng 1, tầng 2. Đấy. Mình lọc theo cái gì? Còn đây theo level trước này. Theo size mark sau này. Ừ. Ừ. Tầng 1, tầng 2 được chưa? Bây giờ mình có thể ẩn con này, chọn này. Hai con luôn. Ẩn đi. Bạn chơi tầng 1 gồm SKT1, SKT2. Tầng 2 chỉ có SKT vệ sinh thôi. Đấy chưa? Diện tích ở đây là đang là bao nhiêu? Tổng số. Nghĩa là 97 mét. Đấy chưa? 97 gạch này bao tiền mét là phút? Đơn giá đấy chưa? 150k. Nha. Chọn lên can chân xe. Tết đây. Đấy chưa? Đấy, hệ số thì chọn ở đây. Tạo bằng này. Đấy chưa? Đấy chưa? Nhà không có hệ số này, không có mồm đấy. Number đây. Được nha. Order, mình có thể chọn order. Thế đó. Ok, hệ số để instant hay để size thì. Ok. Có rồi. Nó sao rồi? Nha. Dễ mà. Đấy, nha. Ra đây là bao nhiêu tiền đấy? 17.484.820.